Như con dòi luôn à. Này là chi ra con à, lớn rồi, chắc cũng lớn chị hả? Bằng tuổi anh Bi. Mụn ha, đúng cục mụn, đúng cục mụn luôn, nó tròn quay mà nó không bể không ấy, mà nó kiểu như nó già quá rồi. Đi làm về rồi là thấy nhẹ, thấy sướng. Thì giống như em bé nè, bé nhiều lắm, tội. Cô này mụn như nước ruồi luôn. Ừ. Sản luôn đó, lo sợ quá mới lên nó lo. Cái đầu đen đi là mới nè. Sợ quá chở đi đây. Đây để lau thì nó thành dễ thành nước ruồi hoặc là nó viêm lên. Đen cái mặt của nó đó nè. Sau này có trị xong rồi và ai có mụn chỉ qua. Chỉ qua chứ không, nhiều người không biết chỗ, tức là đi chữa tùm lum nơi, tốn tiền tốn thấy sức. nhiều người có clip của Loan lắm, biết clip của Loan vậy á. Nói chung Nhiều người biết lắm. clip của Loan là nhất Việt Nam rồi, thiệt mà. À, ở đâu? Nhưng mà hẻm rộng để xe rồi á, với lại mình làm xưa giờ ở đây rồi, chị đang tìm một cái nhà mô mà tương tự như đây thêm không, mở răng xa năm mở Sài Gòn. Còn à, được. Nghe sốc ghê vậy. Đứa mua qua dùng mỹ nhân kế đi. Rồi. Cái này thôi là một cái rồi, để nặng cho ông bé, cho cái cục mụn cho nó đang sướng kinh. Clip của Loan là có khắp mọi nơi, nổi tiếng nước ngoài hơn nữa.
Lo là nước ngoài là xem nhiều hơn, Việt Nam mình ít hơn. Cà líp hơi bị ngon. Nói chung gọi là ngon đó. Sau này Loan làm mấy cà líp là vài tháng nữa là vô chương trình làm mụn free, là nặng mụn không lấy tiền, quay video thôi, thật mà. Nhưng mà phải đúng yêu cầu mụn, mụn như ri lon đó. Mình nói là chưa sửa nhiều lắm, chưa sửa nhiều hơn xí, sửa mía. Nhưng mà nuôi mụn lên hắn mà bị cơ địa mụn đây là hắn bị biết luôn á, chứ bị lâu lâu rồi phải cho em đi lấy. Mà trong thời gian điều trị thì cho tuần em đi lần lấy cho nó sạch. tuần sau đi đúng không ạ? Đi chứ, đi cho nó sạch luôn. Gấu này đi chắc cả 2-3 lần sạch trơn. Mình gấu này mụn nó gọn, nó không có việc gì. Sao cổ sao đồ gì mà ác hơn hết cưới gì vậy? Hồng lớn đẹp lắm chị, nhỏ đẹp lắm, da dẻ đẹp, Thì rượu có mấy đứa có 2 đứa con mà đứa con gái đen hơn, đứa trai trắng à, thường tươi thường đó nghe, con rồi. gái Còn đi da đẹp lắm, có một chung ảnh hình nhỏ đẹp chuyện lớn này đây đây. Còn sinh bé thì đen hơn, cũng nhỏ nhỏ chưa thấy chị đâu, giống ba lắm kìa, ba mụn rỗ mặt mà À. hồi nhỏ hồi đó được cái tự nặng Thằng nổi này là kìa. tới tuổi là thay đổi, là giờ thì là sẽ bị nổi đó, nổi giống ba rồi đó. Sợ ra ba mụn Rồi tốn tiền đi thì mụn. bán mặt rỗ luôn mà. Phẫu thuật thẩm mỹ nữa, nhưng mà bác sĩ ở Hà Nội bio đang ở đây nè, bác sĩ đang ở đây nè, có nhu cầu làm gì không? Bác sĩ chiều đi về rồi. Chống mũi, nâng mũi động cằm, treo cung chân mày, treo cho nó sáng, cắt mắt. Bác sĩ ở bệnh viện Thu Cúc Hà Nội mà, bệnh lớn. Thì thừa chị về đi.
Về đi chứ ngồi đây là đuối. Không bé ăn uống chi chưa? Với lại là mà khi mô mà hắn đuối á là cho nghỉ xí mình đi ăn lên làm tiếp, sợ đuối chịu nổi. Đã đi nặng mụn chưa? Để hỏi để biết biết không, tại vì nhiều đứa lần đầu là không chịu không nổi, chịu ra không được á. Trời. Đi không đúng chỗ là một cái khổ cực, không nói mà tốn tiền. Cho xong thấy mụn tùm lum rồi. Chuyện anh đi học thêm tuần sau đang cỡ thứ túi túi luôn, nó làm không túi không làm à? Ngày tới 7 giờ thôi. Về cái điện mấy Lâm Phương nó chỉ chở qua đây tuần sau cũng đi bình nhật luôn này, tuần này thứ mấy cũng được hết.